Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Nginh Bất Động Sản. Số điện thoại 0916 681 682. Hiện tại tôi đang ở một căn nhà lô góc có diện tích nhà ngang 7,5m, dài 13m. Hiện trạng là trệt 2 lầu sân thượng. Có 4 phòng ngủ, 5 toilet. Đây là cận cảnh của căn nhà, được nằm trong khu Omeni Đào Thông Nguyên. Hiện hữu khu vực này nhà đồng bộ, khu dân cư văn minh. Đấy, tất cả đều là khu dân cư văn minh hết. Đấy. Nhà căn góc này chủ mới xây xong, đã được hoàn công. Về phía bên này là khu vực qua khỏi bờ tường, đó là dự án của anh Tuấn Di và Sai. Đó. Đây là xung quanh. Bây giờ mình sẽ tiếp cận vào trong nội thất căn nhà. Căn nhà lô góc thì được bố trí một khoảng không ở bên hông này là để đậu xe hơi. Đó, rất là rộng. Đây là không gian phòng khách. Đó. Nội thất cơ bản, kính cường lực, đá hoa cương. Đó. Nhà mới xây đẹp, giá đầu tư, quý khách có nhu cầu liên hệ với Nginh Bất Động Sản, số điện thoại 0916 681 682. Đây là không gian khu vực phòng bếp, đã được bố trí nội thất đầy đủ. Giờ chúng ta lên trên lầu tham quan lầu 1. Căn nhà này được bố trí thiết kế mỗi một lầu là 2 phòng ngủ. Đó. Và một toilet. Nội thất rất là tốt. Căn nhà này được nằm trong khu vực khu nhà ở đồng bộ Omeni Đào Thông Nguyên của xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Quý khách có nhu cầu đầu tư vui lòng liên hệ với Nginh Bất Động Sản. Số điện thoại 0916 681 682 để được tư vấn cặn kẽ chi tiết. Đây là lên lầu 2. Bố trí mỗi một lầu là 2 phòng ngủ. Có nhà vệ sinh riêng. Căn nhà này là một căn góc. Vị trí đắc địa của dự án Omeni Đào Thông Nguyên thì lên xa sân thượng. Chỗ này được bố trí đây là phòng thờ. Gian khu vực sân thượng được thiết kế, chủ thiết kế rất là đẹp. Về phía bên kia đó là chung cư anh Tuấn Di và Sai. Đó, cái tòa nhà trước mặt mình đã coi,
ở khu vực Anh Tuấn, Di và Sai đang xây dựng rất là đông và nhiều. Đây là dự án của khu của Anh Tuấn. Đây là phần sân phía sau của căn nhà. Khu vực ở đây là khu dân trí cao với bán kính xung quanh một cây số, có trường học, siêu thị, thuận tiện đi lại về các nơi, về trung tâm. Đây là toàn cảnh khu vực của căn nhà đây. Về phía trước mặt mình đó là khu vực Anh Tuấn, Di Về Sai đó. Nhà xây rất là đông, cũng đồng bộ kiên cố. Về phía xa xa bên kia thì đó là khu vực của kho xăng dầu. Trục đường này, căn nhà này được kết thông với trục đường Đào Tông Nguyên ra Huỳnh Tấn Phát. Từ vị trí này đi ra Huỳnh Tấn Phát 300m. Quý khách có nhu cầu đầu tư vui lòng liên hệ với Nghinh Bất Động Sản. Căn nhà này chưa được chưa qua đầu tư, nhà mới xây kiên cố, có chiều rộng là 7 x 13,5m. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.